Hello mọi người, mình là Sube đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay rất là vui và hưng phấn, tại vì bây giờ mình sẽ tiến hành đập full cái bộ đồ hồi sinh. Và các bạn chờ xem hôm nay mình sẽ đập được bao nhiêu món lên được talent nha. Món thứ nhất mình đập sẽ là cái đĩa hồi sinh. Đấy, ở đây mình có 97 cái hộp màu tím này nè. Thì nếu như mà nó không lên được talent á thì mình sẽ đập thêm vài lần nữa, hy vọng là nó lên được talent. Bây giờ khi mà rèn trang bị á thì các bạn sẽ có cái xác suất như thế này. Các bạn đập càng nhiều thì xác suất của nó lên talent càng dễ. Với điều kiện là các bạn phải đập chung cùng một món nha, chứ các bạn không được đập món này rồi đập món kia là nó không có tính. Nó chỉ tính một loại thôi. Bây giờ mình không có mồi gì hết á, mình rèn nhanh luôn nha các bạn. Thất bại thì mình sẽ tiến hành tháo gỡ. Sau đó mình sẽ ghiền lại. Rồi bấm kết hợp. Tiếp tục rèn nha. Lần thứ hai này rèn thì xác suất của nó sẽ được tăng lên là 22% thành công. Ồ, vẫn thất bại, xui dữ trời. Lần tiếp theo này là bao nhiêu phần trăm? 33% nha. Hy vọng là 33% có thể giúp mình lên được talent của cái món này. Mình chỉ còn 30 hộp nữa thôi, hy vọng là nó lên được talent nha. Trời đất ơi. Rồi sử dụng hết luôn rồi đó. Lên giùm ta lình cái coi nào. Lên giùm. Bốn lần không lên talent, không lên thì phải chịu thôi. Rồi bây giờ mình đập tiếp cái món giáp ống chân hồi sinh nha. Mình sẽ rèn nhanh luôn nha. Lùng que gì vậy? Mít luôn, trời ơi, nãy giờ là mít liên tục luôn á. Kinh khủng thiệt chứ, không thể tin được. Bây giờ mình sẽ tháo cái giày này, sau đó mình đập lại một lần nữa. Đây mình rèn luôn. Đây lên được một món rồi nè. Mừng quá. Rồi xíu nữa trang bị sao. Bây giờ mình sẽ đập tiếp cái mũ giáp hồi sinh nha. Mình sẽ tháo cái áo này để lấy một ít nguyên liệu nha. Rồi bây giờ mình sẽ rèn cái mũ này. Mình còn hộp nè, không lên talent thì mình sẽ tháo gỡ, đập tới khi nào nó lên talent thì thôi. Lớn rồi, bốc phép ít thôi. What the hell? Cái nón này chỉ còn đập được thêm một lần này nữa thôi. Nice. Hay quá, lên rồi. Bây giờ mình sẽ đập cái găng tay hồi sinh nha. Mình chỉ có thể đập được một lần thôi à. Hy vọng là nó lên talent nha. Sau một hồi đập đồ mình chỉ lên được hai món lên talent, đó là cái nón với lại cái giày thôi. Các bạn cảm thấy sao về độ nhân phẩm của mình?
cái đĩa hồi sinh này đập tới 4 lần không lên được talent. Sau khi mà mình đã trang bị đủ hết 4 món hồi sinh thì mình sẽ được cộng thêm phần thuộc tính ở dưới đây, tấn công 3%, phòng thủ 3%. Rồi thì video clip này của mình đến đây thôi. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.